Khi mà chúng ta bị bệnh khang tiếng đi, đây là cái bệnh mà Minh Quân thấy là rất là dễ mắc phải nhất là vào những cái thời tiết giống như là trời mưa hay là trời thời tiết chuyển mùa nè, hoặc là mình bắt đầu vào mùa đông thì nếu mà không thể mà chữa trị sớm thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và nhất là sức khỏe của chính cái thanh quản của mình nè. À? Vâng, các bạn đều quan sát bây giờ hiện độ nhiệt độ bên ngoài thì là rất là ẩm và nhiệt độ thấp yeah. do những ngày mưa kéo dài. Thế những ngày như vậy thì cũng ảnh hưởng đến cái giọng nói chúng ta rất nhiều. Nếu mà chúng ta những bệnh lý về viêm mũi họng chẳng hạn thì bạn nào cũng dậy ra cũng phải khạc đờm rồi khàn tiếng, đằng háng xong mới nói được tiếng trong bình thường. Như vậy rõ ràng là yếu tố thời tiết nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái yếu tố con người, đặc biệt là ảnh hưởng đến giọng nói và ảnh hưởng đến thanh quản chúng ta. Vì vậy ta thấy rằng là à, nếu mà không điều trị sớm ấy thì nó sẽ dẫn đến những căn bệnh mãn tính Các bạn đều biết nếu mà khàn tiếng thì ai trong đời cũng có lần khàn tiếng Nhưng yeah. mà khàn tiếng vài ba ngày rồi trôi qua Ngoài ra các bạn có thể dùng những cái bài thuốc dân gian Ví dụ như là giá luộc hay là dùng chanh đào Hay là dùng các cái thuốc ngậm tại chỗ chẳng hạn Thì khàn tiếng nó qua rất nhanh Nhưng mà nếu chúng ta không chủ quan không điều trị tiếp Thì cái khàn tiếng này kéo dài và dẫn đến cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như dẫn đến các cái trên dây thanh nó nổi đến những cái cục nhỏ người ta gọi là hạt sơ dây thanh yeah. hay là có những khối u to hơn, mảnh hơn, dài hơn, nó gọi là polyp dây thanh, hoặc là trở thành những khối u phồng lên gọi là u nặng dây thanh và thậm chí nặng hơn nữa trở thành những cái u ác tính như là ung thư thanh quản chẳng hạn. Vì vậy tất cả vấn đề gì cũng vậy đều giải quyết ngay từ sớm từ đầu thì bệnh sẽ nhanh khỏi và sẽ nhanh dứt điểm còn nếu chúng ta chủ quan bỏ qua đi thì bệnh sẽ kéo dài và trở thành bệnh mãn tính và rất khó điều trị. Dạ vâng.